Xin giới thiệu với quý vị và các bạn siêu phẩm S450 Luxury năm 2022 hoàn toàn mới. Nào hãy cùng tôi tìm hiểu chiếc xe này nhé. Với ngoại thất thiết kế hoàn toàn mới, khởi đầu cho các sản phẩm thế hệ tiếp theo. Đèn pha multibeam thông minh và hiện đại nhất thế giới. La răng 20 inch, thiết kế đa chấu cực kỳ bắt mắt. Cùng với đó là lốp run flat. Cụm đèn hậu thiết kế hoàn toàn mới, cực kỳ ấn tượng. Tay nắm cửa thiết kế hoàn toàn mới, đóng mở bằng điện. Công nghệ đánh lái bánh sau đầu tiên trên xe Mercedes tại Việt Nam có thể lên đến 10 độ. Động cơ i6 3.0 công suất cực đại lên đến 367 mã lực. Cùng với đó là hệ thống EquiBoost giúp cho xe tăng tốc nhanh hơn. Nội thất được thiết kế theo phong cách exclusive hoàn toàn mới. Vô lăng thiết kế hoàn toàn mới cùng với tất cả các nút cảm ứng. Màn hình điều khiển 12,3 inch cực lớn, đa phong cách hiển thị. Màn hình giải trí đa phương tiện với công nghệ OLED 12,8 inch. Cùng với đó là Apple CarPlay không dây. Chúng ta có cả bản đồ theo phong cách hoàn toàn mới. Camera 360 độ siêu nét với điều chỉnh 3D linh hoạt. Một số tính năng an toàn lần đầu tiên xuất hiện trên xe Mercedes tại thị trường Việt Nam, đó là cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ khoảng cách với xe phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Chức năng HUD hiển thị đa thông tin trên kính chắn gió. Ghế thương gia có thể ngả 43,5 độ. Tablet điều khiển cho toàn bộ hệ thống tiện nghi và giải trí. Cùng với đó là sạc không dây cho hàng ghế thứ hai. Hệ thống âm thanh Boommaster 3D Surround với 15 loa. Kính xe cách nhiệt là chưa đủ, hàng ghế phía sau còn được trang bị rèm che nắng. Chìa khóa thông minh Keyless Go được thiết kế hoàn toàn mới. Vừa rồi là tất cả những điểm nổi bật nhất có trên xe S450 Luxury 2022. Nếu quý vị có nhu cầu xem xe, báo giá, lái thử, hãy gọi điện cho Trương Vân Nam theo số điện thoại 0989 323 979. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Hãy ủng hộ cho Trương Vân Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.